Bà Phương Hằng nói đơn tố cáo của Vị Oanh bị trả, sự thật ra sao? Bà Phương Hằng hào hức khoe kết quả sau 7 tháng loanh quanh trong lùng xùm từ thiện. Thủy Tiên bị vạch trần việc phát thiếu tiền từ thiện dù khẳng định mỗi hộ dân được nhận 10 triệu đồng. Một năm sau drama ly hôn, Âu Hà Mi tậu nhà mới, diễn viên Trọng Hưng từng bị tố ngoại tình giờ ra sao? Nghệ sĩ nổi giận khi tiến sĩ nói Hoa hậu là con điên. Quý vị đang theo dõi tin tức được cập nhật 24 giờ trên kênh tin tức Việt. Những tin tức nóng nhất sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Good morning, quý vị. À, hôm nay có một cái tin này chia sẻ với quý vị cũng rất là vui. À... Bà Phương Hằng nói đơn tố cáo của Vị Oanh bị trả, sự thật ra sao? Sáng nay đại gia Phương Hằng đã có cuộc trò chuyện trên nền tảng TikTok thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đó là phát ngôn của bà Phương Hằng về cuộc chiến pháp lý đối với ca sĩ Vị Oanh. Theo nữ đại gia, đơn tố cáo bà của giọng ca Đồng xanh đã bị phía cơ quan chức năng trả về. Theo bà Hằng tiết lộ, nguyên nhân xuất phát từ việc giấy tờ liên quan của Vi Oanh không đủ xác minh để lập hồ sơ. Vi Oanh thưa tôi nói cô ta đẻ thuê, rồi lên công an người ta nói đưa giấy khai sinh ra thì trong tờ giấy khai sinh không có tên bố nha quý vị. Và chồng cô ta là kết hôn sau này nên là công an phải đuổi cô ta về. Bà Phương Hằng chia sẻ vi quanh đó quý vị nó thưa tôi là nói nó đẻ thuê rồi lên công an thì người ta nói là đưa khai xanh ra thì khai xanh thì không có cha nha quý vị và chồng đó thì kết hôn sau này cho nên là công an phải đuổi nó về trời ơi nhục ơi là nhục một cú khiếp thật là nhục nha quý vị Thông tin này lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, hiện tại đơn tố cáo bà Phương Hằng của Vi Oanh vẫn đang được cơ quan chức năng thụ lý, không có chuyện bị trả về như câu chuyện đang dâm gian. Trên trang cá nhân, Vi Oanh cũng vừa có phát ngôn gay gắt, phản bác phát ngôn của nữ CEO. Không hề có chuyện trả đơn hay rút đơn, quá trình điều tra mới bắt đầu và được bảo mật. Tôi yêu cầu bà Hằng phải chịu trách nhiệm cho những thông tin mà bà Hằng giả mạo cơ quan điều tra tung ra để cộng đồng mạng có cớ tấn công bà mẹ và trẻ em, nữ ca sĩ dằn mặt bà chủ đại nam. Vị Oanh khẳng định không có chuyện đơn tố cáo bị trả, bà Hằng đang phát ngôn giả mạo cơ quan điều tra. Cách đây 4 tháng, vị Oanh đã khơi nguồn cho cuộc khẩu chiến với bà Phương Hằng, nguyên nhân xuất phát từ thắc mắc của nữ ca sĩ về chuyện làm từ thiện bằng đất thay vì bằng tiền của bà chủ Đại Nam. Bức xúc trước lời lẽ của vị Oanh, vợ đại gia Dũng Lỏ vội tung tin, cô làm vợ bé năm 17 tuổi, để thuê cho đại gia 70 tuổi với giá 115 tỷ đồng làm gái. Trước cáo buộc Vi Anh lên tiếng bác bỏ, cô khẳng định không làm vợ bé, làm gái, đẻ thuê, giật chồng như bà Hằng đã rêu sao và quyết không để danh dự bị vấy bẩn. Cho tới ngày 23 tháng 9, Vi Anh có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết đã nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng về hành vi vu khống bôi nhọ danh dự tới hai cơ quan là Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an từ vài tháng trước. Giọng ca 8X cũng cho biết hiện hai lá đơn này đã được tiếp nhận và đang chờ xử lý. Ngoài Vi Oanh còn có bốn nghệ sĩ khác là Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trịnh Kim Chi cũng gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng lên công an về hành vi vu khống bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Rồi ca sĩ Vi Oanh không có đẻ thuê, không có cha nha quý vị cho nên là lên công an thì là giấu đầu lồi nguyên một cái đít chà bá ra luôn trời ơi vui quá đi quý vị ơi à, từng người từng người cứ thưa tôi y như đúng rồi y như là mình đây trong sạch lắm mà quý vị thấy không tôi quốc không trượt phát nào hết cho nên là quý vị đã yêu mến tôi là đúng rồi nha quý vị hôm nay là một cái ngày mà tôi cảm thấy là thật là mất cười à, có cái đầu mà không có cái não cái óc để có như người ta nhưng mà lại không biết suy nghĩ là mình đúng hay sai còn bác đơn đi kiện bà hằng Bà Phương Hằng háo hức khoe kết quả sau 7 tháng loanh quanh trong lùm xùm từ thiện. Mới đây bà Phương Hằng đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình sự háo hức khi nhắc đến kết quả trong quá trình 7 tháng liên tục nhắc đến lùm xùm xung quanh tiền từ thiện trong thời gian qua. Cụ thể bà Phương Hằng cho biết, hôm nay rất là vui vì là tràn lan các mặt báo đã đưa tin là tướng Tô Ân Sô đã thông báo về cái vấn đề The drama vừa rồi, suốt 7 tháng tôi đã làm 7 tháng trời trôi qua như là một cơn ác mộng, tôi đã bị tấn công quyết liệt bởi các thế lực ngầm từ báo chí hai mặt, luật sư hai mặt và bao nhiêu anti-fan tấn công vào tôi. Theo đó, bà Phương Hằng háo hức chia sẻ về thông tin, tướng Tô Ân Sô đã lên tiếng về những vấn đề xoay quanh lùm xùm tiền từ thiện. Bên cạnh đó, bà Phương Hằng chia sẻ rằng, đã trải qua thời gian 7 tháng vừa rồi như cơn ác mộng vì bị tấn công từ nhiều phía. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Thủy Tiên bị vạch trần việc phát thiếu tiền từ thiện dù khẳng định mỗi hộ dân được nhận 10 triệu đồng. Mới đây, một đoạn clip cũ của Thủy Tiên tiếp tục gây xôn xao cư dân mạng khi nhiều người cho rằng cô đã không công bằng trong việc làm từ thiện. Cụ thể, sự việc được cho là diễn ra tại Kỳ Thịnh Kỳ Anh Hà Tĩnh khi nữ ca sĩ đang tặng tiền từ thiện đến bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Dù đã tự mình khẳng định mỗi hộ sẽ được nhận 10 triệu đồng tiền mặt, tuy nhiên hành động của Thủy Tiên lại không đi đôi với việc làm. Theo đó, người đăng clip đã soi ra thủy tiên phát tiền cho mỗi người là không giống nhau và không đủ 10 triệu đồng mỗi người. Theo như lời thủy tiên, mỗi hộ được nhận 10 triệu tiền mặt sẽ tương ứng với 20 tờ tiền 500.000 mà cô đang cầm trên tay. Tuy nhiên có thể thấy nhiều người chỉ nhận được từ 6 đến 12 tờ 500.000 rơi vào tầm 3 đến 6 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt khi đến những người cuối video, thủy tiên thậm chí chỉ phát 2 tờ tiền cho mỗi một người, điều này khiến cho cư dân mạng cực kỳ phẫn nộ. Nhiều người chỉ nhận được 1 triệu tiền mặt đã dừng lại vài giây để thắc mắc với Thủy Tiên, tuy nhiên đã bị người quay clip thuộc ekip của Thủy Tiên lên tiếng. Thôi được rồi anh ơi, tới đi, tới đi, người khác. Cô gái này cũng quay sang nói với công an địa phương đang hỗ trợ. Ai nhận tiền xong anh cứ đẩy họ đi tới cho họ đi cho nhanh. Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ bị bóc chuyện phát tiền không chuẩn. Trước đó ở Hưng Nguyên, Nghệ An, dân mạng cho rằng đã hứa phát 5 triệu một hộ dân, nhưng có người chỉ được phát 6 tờ. Sau đó, phía FC của Thủy Tiên đã lên tiếng rằng cô đã sửa chữa lỗi sai, phát bù ngay cho bà con trong đêm. Suốt thời gian qua, nhiều clip cũ của Thủy Tiên được khui lại, gây bất lợi cho nữ ca sĩ trong ồn ào từ thiện chưa êm xuôi. Bài đăng khiến khán giả càng thêm nghi ngờ về tính minh bạch trong chuyện từ thiện của Thủy Tiên. Hiện tại, phía nữ ca sĩ vẫn chưa có động thái gì liên quan đến sự việc này. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Một năm sau drama ly hôn, Âu Hà My tậu nhà mới, diễn viên Trọng Hưng từng bị tố ngoại tình giờ ra sao? Sau khi ly hôn ồn ào với giảng viên Âu Hà My, cuộc sống của diễn viên Trọng Hưng khiến cho nhiều người tò mò. Đã gần một năm kể từ ngày mạng xã hội dậy sóng vì cuộc đấu tố nảy lửa giữa Âu Hà My và diễn viên Trọng Hưng liên quan đến chuyện ly hôn. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, cả hai không ngừng đưa ra nhiều bằng chứng nhằm công kích đối phương. Loạt tình tiết của drama ly hôn này còn được dân tình ví von như một bộ phim truyền hình gay cấn. Hậu ly hôn ồn ào, Hà Mi vẫn tiếp tục công việc giảng dạy và tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh. Đầu năm 2021, cô còn hoàn thành mục tiêu mua nhà đất ở tuổi 27. Trong khi đó, Trọng Hưng cũng có cuộc sống riêng với vai trò đạo diễn. Theo những gì mà Trọng Hưng đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy sau ly hôn, nam diễn viên có sự thay đổi về ngoại hình, gương mặt của anh trở nên tròn trịa hơn so với trước. Hiện tại Trọng Hưng đang là CEO của một công ty truyền thông do chính anh sáng lập, kiêm luôn vai trò đạo diễn chính. Bên cạnh những chia sẻ liên quan đến công việc, nam diễn viên trẻ còn thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống thường nhật. Có thể thấy Trọng Hưng đam mê và dành nhiều thời gian cho golf. Một điều thú vị rằng vợ cũ của anh Âu Hà Mi cũng có sở thích với bộ môn thể thao sang chảnh này. Thường xuyên cập nhật trên mạng xã hội là vậy, thế nhưng Trọng Hưng khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Trên trang cá nhân, hầu như bài viết của anh đều xoay quanh công việc, bạn bè, vui chơi, chứ không có khoảnh khắc riêng tư cùng cô gái nào. Trước đó tháng 8 năm 2020, giảng viên Âu Hà My bất ngờ thông báo đường ai nấy đi với diễn viên Trọng Hưng sau 11 tháng diễn ra đám cưới hoành tráng. Cô thông báo bằng một status dài rằng rạc tố Nguyễn Trọng Hưng tệ bạc. Sau đó là một chuỗi những diễn biến bất ngờ, thông tin bên lề được hé lộ cùng loạt phát ngôn clip được đảo lại. Hai bên không ngừng đấu tố tung loạt chi tiết nhằm công kích lẫn nhau. Cuối cùng câu chuyện khép lại bằng story hết giờ của diễn viên Trọng Hưng. Âu Hà My cũng quyết định ẩn các bài viết trên trang cá nhân và tuyên bố để thời gian trả lời mọi thứ. Hiện tại cả hai đã có cuộc sống riêng. Về phía Âu Hà My, nữ giảng viên đang có cuộc sống độc thân sang chảnh. Đầu Tết Tân Sửu năm 2021, cô còn khoe tậu được nhà mới ở tuổi 27. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Nghệ sĩ nổi giận khi tiến sĩ nói hoa hậu là con điên. Những ngày qua cư dân mạng chia sẻ rất nhiều hình ảnh clip về tiến sĩ khoa học Đoàn Hương trong buổi trò chuyện với sinh viên. Trong clip bà thẳng thắn đưa ra nhận định về các mỹ nữ mang danh hoa hậu và đề cập đến chuyện chân dài đại gia. Những chia sẻ này đã khiến không ít người nổi tiếng bức xúc khi nữ tiến sĩ dùng nhiều từ nặng nề, phản cảm để so sánh. Cụ thể, tiến sĩ Đoàn Hương nói rõ: "Đừng mong thi hoa hậu về lấy tỷ phú, tỷ phú giờ nó khôn lắm, lấy con điên kia về làm gì?" Chưa dừng lại ở đó, bà còn nói thêm, hoa hậu đúng là con điên, không ai lấy con điên về làm vợ bao giờ. Thà lấy một người đàn bà mũm mĩm xinh đẹp vừa đủ thôi, 3 điểm trên năm thôi. Rồi về nhà, bà hàng ngày hầu hạ con mình, cơm bưng nước rót hiền lành, còn hơn con điên, cả ngày chỉ sắn quần đòi túi Hermes, điên à. Cho nên hoa hậu hôm nay là ế, vì không có thằng tỷ phú nào nó ngu mà đầu tư vào cái lỗ chuột cống ấy, nên đi thi hoa hậu cho vui thì được, chứ mơ về nghề hoa hậu thì không có. Có một số nghề sốc nổi hào quang, tôi đề nghị các em vượt qua cái hào quang đó để thấy bản chất của nó, đừng đầu tư vào đấy. Sau khi đoạn clip này được chia sẻ rộng rãi, giới nghệ sĩ Việt Nam đã liên tục có những phản ứng bày tỏ thái độ tức giận. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh bày tỏ sự không hài lòng trên trang cá nhân khi những từ ngữ xúc phạm đó lại do một nhân vật có trình độ học vấn cao phát ngôn. Tôi không thể hiểu được tại sao người có học hàm học vị giáo sư tiến sĩ lại có thể gọi nghệ sĩ là bọn nó, con này, thằng kia. Hoa hậu Diễm Hương cũng mới thể hiện sự bức xúc khi nghe những chia sẻ thẳng thắn của tiến sĩ Đoàn Hương, nàng hậu viết, cô chắc chưa, cũng tên Hương mà sao cô mở miệng không thơm tho hương hoa gì hết, qua đó mới thấy đôi khi học vị không thể hiện được học thức và trí tuệ của họ. Hoa hậu phu nhân năm 2012 Thu Hoài cũng đã chỉ đích danh nữ tiến sĩ khi cho rằng bà phát ngôn với tư duy nông cạn. Thu Hoài đáp trả ngược lại quan điểm của tiến sĩ Đoàn Hương, ngoại hình đâu làm nên giá trị của một con người cũng như học hàm học vị không nhất định đồng nghĩa với trí tuệ sự hiểu biết tiến sĩ ạ à. chị ạ à muốn trở thành hoa hậu ngoài phần thi ngoại hình mỗi thí sinh còn cần trải qua thi ứng xử thể hiện trí tuệ của mình chấm điểm cho họ đều là những quan chức quản lý văn hóa nhà báo nhà mỹ học và trí thức thế theo logic của chị thì họ đã lựa chọn những người điên để trao vương miện hay sao sau khi gây chú ý về quan điểm này, tiến sĩ Đoàn Hương cũng đã có lời giải thích cụ thể. Bà cho biết, clip này là sự cắt ghép thô thiển và không hề có sự cho phép của tôi. Đây là những phát biểu của tôi trong một cuộc trò chuyện với sinh viên kéo dài tới 2-3 tiếng. Khi một số sinh viên nữ đưa ra câu hỏi về việc có nên tham dự các cuộc thi nhan sắc nhằm tiến thân, tôi chỉ muốn nhấn mạnh với họ rằng, các bạn trẻ chỉ nên coi ngôi vị hoa hậu là danh vị chứ không phải là sự nghiệp. Quý vị đừng rời màn hình vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay với những tin tức nóng hổi khác. Quý vị hãy nhớ bấm đăng ký kênh, bật biểu tượng hình chuông để động viên khích lệ chúng tôi tiếp tục sản xuất những bản tin hấp dẫn hơn, phục vụ quý khán giả tốt hơn nữa.